Tất cả mọi người ạ, cô Hằng vừa online trên phần livestream, mọi người đã nhìn thấy cô chưa ạ? Hello everyone. Mọi người đã nhìn thấy cô Hằng chưa? Hello. Hôm nay cô livestream sớm không biết là các bạn có nhìn thấy không? Chắc là phải đợi một chút xíu nữa. Ôi. Okay, hello everyone. Today I am going to continue with the topic of preposition that we did learn last time. Hôm trước thì chúng ta đã học một lần phần này rồi và hôm nay cô sẽ là phần part 2 của cái phần giới từ preposition ở tiếng Anh nhé. Hôm nay thì cô Hằng sẽ guide các bạn cách sử dụng các thể loại giới từ trong tiếng Anh. Đấy. Hôm trước thì chúng ta đã có rất 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 nhiều thứ để học rồi. Nên hôm nay thì nếu bạn nào mà chưa học với cô thì các bạn lại vào livestream và xem với cô nhé. Hello, are you there? Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cô, các bạn hãy say hi để cô biết nào. Chắc là phải đợi một chút thì các bạn mới lên đúng không ạ? Nên là cô đợi một chút nha. Hi, how are you today? Now, in English, preposition is a very key grammar point that we should learn and know about that. Because there are some phrasal verbs that come from the verb and also another preposition and we change the meaning of the whole word completely. Các bạn biết là trong tiếng Anh nếu các bạn sử dụng kết hợp một preposition với một động từ thôi thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi nghĩa hoàn toàn của động từ đấy. Được chưa ạ? Nếu mà bạn nào bạn đã nhìn thấy cô rồi thì các bạn hãy say hi nhá. Chắc là sẽ mất một vài phút để các bạn lên đúng không ạ? Hoàng vừa mới dậy xong ở trên lớp và Hoàng đã livestream rồi các bạn đây. Bởi vì lời hứa Valentine's Day cũng không đi chơi, ở nhà dạy học sinh tiếng Anh. Các bạn có Valentine's Day không ạ? Ngày hôm nay các bạn nhìn thế nào? Ok, now can you tell me something about your Valentine's Day? Now tell me something. Tell me about your Valentine's Day. Valentine, từ này là Valentine's Day nha. Now, hôm nay ngày Valentine, cô đọc là Valentine nhé các bạn ơi. Từ này đọc là Valentine's. The Valentine's Day. Các bạn đi chơi Valentine's hết rồi đúng không ạ? Thế thì cô Hằng hỏi là nếu như bạn nào mà chưa đi chơi Valentine's thì các bạn hãy học với cô, được chưa? Valentine's Day is a day for all the lovers and all the couples in the world. But I hope that there are still a lot of people who are available in FA or forever alone who are sitting here and watch my livestream video. Hy vọng là có rất nhiều bạn vẫn đang ở đây và xem video livestream của cô Hằng. Nào, ai đi xem, ai đi chơi Valentine rồi thì thôi, không vấn đề gì cả. Chúng ta học với nhau. Được chưa? Rồi, các bạn khác đâu nhỉ? Chắc là đợi một chút rồi các bạn mới lên đúng không ạ? Ok. À đi rồi, chào Thái Khánh Linh này. Các bạn đi bận chơi Valentine rồi cô ơi. Sang Xuân, Thiên Trang, Đính Kim Trần, Nhật Yến Võ, hello em. Chào các bạn nha, chào Thiên Trang, I'm alone. Ok, you are all alone. À, các bạn ơi, nếu bây giờ các bạn muốn nói một chút về cái phần là Valentine's Day thì các bạn thông thường sẽ nói những tính từ nào ạ? Về cái ngày Valentine's Day. Ví dụ như mình là một người rất là cô đơn, mình dùng là lonely. Lonely hoặc là alone đúng không? Hoặc là available. Available hoặc là FA, các bạn hay viết sẽ tắt là forever alone đúng không ạ? Forever alone. Ok, đấy, câu này mang nghĩa là ế đấy ạ. Đấy, cái này là nghĩa là ế đúng không ạ? Một số bạn để nói là I feel so bored because of my boyfriend is going because my boyfriend is going with another girl. Ví dụ một bạn nói là em buồn chán bởi vì là bạn trai em đang đi với người khác. Ok, rồi I'm alone a sad day. Ok, so I don't know if you have a boyfriend or girlfriend or not, but if you don't have anyone to be beside you in this special day, you can be with me. Nếu các bạn không có ai trong ngày này để các bạn chia sẻ ngày Valentine's Day này thì các bạn có thể ở với cô mà đúng không ạ? Cô Hằng vẫn luôn ở bên các bạn mà, rõ ràng là ngày Valentine's thì cô cũng không đi chơi. Đấy, vẫn ở nhà dành thời gian để dạy tiếng Anh các bạn. Được chưa ạ? Ok, nào những người khác đâu ạ? Now, so the first question I would like to ask you that could you please name? Could you please name some preposition that you know? Positions that you know. Now, đầu tiên ạ, cô Hoàng sẽ có một số prepositions là giới từ trong tiếng Anh thì các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Ví dụ như là in, on, at, under. Được chưa? Above, by, with hoặc là without. Hôm trước cô đã nói rất rất nhiều về cái phần này rồi đúng không ạ? Nhưng hôm nay cô Hằng muốn các bạn nói hello, chào Nhật Yến Võ nha, Han Sion Trần, ok, chào Văn Hữu Tân Nguyễn Minh nha. Tuy nhiên hôm nay cô muốn các bạn thử liệt kê cho cô một số preposition đi theo cụm nào. Ví dụ in the evening, đầu tiên là với từ in trước nhá. In the evening, in the afternoon,
In the afternoon, in the morning. Nào mời các bạn ạ, cùng comment cho cô các giới từ đi với in ạ. Các cụm giới từ mà đi với in ạ, cụm giới từ đi với in các bạn dùng từ gì ạ? Lớp ơi, cùng làm với cô nhé, động não xem nào. In the evening, in the morning, in the afternoon. Tại sao cô lại nói về in? Bởi vì hôm trước thì chúng ta đã giải quyết một từ, đó là phần in rồi ạ. Nào những người khác đâu ạ? Nào. Ok, đây một số bạn đã bắt đầu nói ra đây ạ, rất nhanh ạ. Ok, so we also have some kind of the other, for example, like in morning, in the morning, in the afternoon, in the evening, right? Now, come on, the other one, Thiên Trang nào. Thiên Trang thì nói là in time, in advance, very good, in the end, good. In the end, rồi in the end, in the beginning, đấy, beginning nhớ là có hai chữ n cho cô nhá. Rồi một bạn là in 1998, đúng rồi, in the year. Tiếp tục, mình có từ in front of, very good, in summer, in winter. Những người khác đâu ạ? In life, in fact, in love, đúng rồi, in love là trong tình yêu đúng không ạ? Tiếp tục mà mình có từ in the moment nhá, không, trong từ dùng là at the moment. Tiếp tục mình có từ in time và in advance, very good. In advance, rồi tiếp tục. Những người khác đâu ạ? In the moon, in the moon với những Phạm Thanh Ngân. Ok, thông thường dùng là với hành tinh, thông thường chúng ta dùng là on đấy ạ, giống kiểu on earth đấy ạ. Rồi những người khác đâu ạ? In the year, in the end, in front of, in summer, in winter. Ok, một số từ như là in spring, summer, fall and winter, đúng không ạ? Winter, đây là những từ mà các bạn cần biết. Nào những người khác đâu ạ? Nào có ai làm tiếp với phần in giúp cô được không? Ví dụ ở trên này cô có rất nhiều nhé. In the evening, in the afternoon, in the morning, in the end, in the beginning, in 1998, in front of, đúng không ạ? In summer, in winter, in life, in fact, in love, in time, tiếp tục in advance, in spring, in summer, in fall, in winter. Đấy, có hết rồi đúng không ạ? Nào những người khác đâu ạ? Nào các em gái mưa và em trai mưa hôm nay không đi học, à không đi chơi với bạn gái thì các bạn có xem là chúng ta đang nhớ được cái gì ạ? In January, very good. Các bạn sử dụng nó với từ tháng đúng không ạ? In January, in February, đúng không ạ? February. Hoặc là in March, in April, in May. Rồi, in order to, very good. In advance, nếu ai chưa biết từ này các bạn có thể nốt lại giúp cô nha. Trên đây cô có nói rồi đấy ạ. In advance là trước. Còn in time là đúng giờ, kịp giờ, kịp giờ. Rồi, ở đây có một số từ như là từ in January là vào tháng 1, in February là vào tháng 2, đúng không ạ? In March, tháng 3, April là tháng 4 và May là tháng 5. In order to, câu này nghĩa là gì ạ? In order to, câu này mang nghĩa là cốt để, chỉ mục đích làm gì đấy. Đấy chưa ạ? Còn gì nữa nào? In match, yeah? In match. Ý của em là gì? In the century, ok. In century, in 19th century, đúng không ạ? In 19th century. Đấy, là về gì ạ? Cũng về thời gian, nói về thế kỷ. Vào thế kỷ 19 chẳng hạn. In 19th century. Đấy, good. Very good. Những người khác đâu ạ? Rồi, ok, rất tốt ạ. Vậy hôm nay chúng ta cùng nói lại một lần nữa nhá. Hôm vừa rồi chúng ta đã có một phần tương tự về phần in này rồi. Cô đã phần livestream liên quan đến phần này rồi. Nếu như ai chưa biết phần này, các bạn có thể xem lại phần livestream của cô nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần chủ đề thứ hai ạ. Chúng ta sẽ học về chủ đề on.
Nào, một số từ vựng mà các bạn nên biết về on nha. Nào, đây là tính từ giới từ on. Nào, từ đầu tiên chúng ta phải nhớ từ on chắc chắn là phải dùng với gì rồi ạ? On cộng street. On cộng street, được chưa? Rồi, on này, on cộng street nghĩa là gì các bạn ơi? Ở trên phố, đúng không ạ? Trên phố. On cộng street cộng trên phố. Và nhớ là on là trên, nhưng mà hiểu là trên bề mặt ạ. Dạ, trên là trên bề mặt. Tiếp tục, chúng ta dùng on cộng với thứ ở trong tuần. Đấy, on cộng thứ trong tuần nha. Tẹo là cô sẽ mời các bạn lấy ví dụ nhá. Tiếp tục, on cộng với lại phương tiện giao thông. Đấy. Tiếp tục, khi mà các bạn cùng on rồi cũng có về địa chỉ nữa ạ. Thì khá là giống cái từ on trên street, đúng không ạ? Rồi, now, on cộng với lại tầng. Rồi, now, vậy bây giờ các bạn làm luôn cho cô nhé. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 11. Tòa nhà Green. Đường Sunrise chẳng hạn. Các bạn sẽ làm như thế nào đấy? Căn hộ của tôi nằm ở tầng 11, tòa nhà Green, đường Sunrise. Nào, cô đọc lại một lần nữa nhé. Trong tiếng Anh chúng ta có một số từ liên quan đến từ on các bạn ạ. Nên là nếu như mà bạn nào xem phần này rồi, các bạn có thể nhìn ngay với cô này. Một số từ vựng này, on street là trên phố này. On thì hiểu trên là trên bề mặt nói chung ạ. On cộng với thứ ở trong tuần, on cộng phương tiện giao thông, on địa chỉ và on tầng. Nào làm luôn phần này ạ, mời các bạn. Đây là những cái cơ bản nhất ạ. Nếu mà bạn nào chưa nhìn được cái phần này, các bạn có thể nhìn ngay với phần comment của cô đấy ạ. Cô vừa pin lên đấy ạ. Được chưa? Nào, những người khác đâu ạ? Rồi, đã có một số comment từ đây. Ví dụ nhá, căn hộ của tôi nằm ở tầng 11 tòa nhà Green, đường Sunrise. My flat. Ok, căn hộ chúng ta có từ gì ạ? Chúng bạn có sử dụng từ flat, đấy, căn hộ này. Hoặc là flat hoặc là apartment đều được các bạn nhé. Apartment và flat đều được. Thông thường là flat là anh Mỹ, còn apartment là anh ạ. Được chưa ạ? Nào, nằm ở tầng bao nhiêu ạ? Cảm ơn Thiên Trang, Nhật Yến Võ này, Anna Nguyễn Văn Hữu, những người khác đâu? Những khác đâu nhỉ? Ok, cô đang mong đợi các bạn comment nhiều hơn nào. Để chúng ta cùng chữa phần này nhé. Căn hộ của tôi nằm ở tầng 11 tòa nhà Green, đường Sunrise. Tòa nhà Green, các bạn biết tòa nhà rồi đúng không ạ? Tòa nhà chúng ta sử dụng từ buildings, đúng không ạ? Buildings. Rồi, tiếp tục. Sunrise Street, đúng rồi ạ. Đường các bạn sử dụng là street. Ít khi dùng road lắm ạ. Đường ạ. Dùng street cũng được. Dùng road cũng được, nhưng mà hoặc là chúng bạn sử dụng từ avenue. Avenue là đại lộ. Ok chưa? Đường to đấy ạ. Ok. Cảm ơn Đoàn Vân, Jonathan này, Linh Phạm. Cô sẽ đọc qua một số comment của các bạn nhé. Nhật Yến Võ này, my flat is on 11th floor on green building on Sunrise Street. Làm on thế, không cần on nhiều thế đâu em ơi. Nhật Yến ơi, mình chỉ cần một on thôi, xong sau đó mình phẩy nhá. Thiên Trang, my apartment is located on 11th floor on the Sunrise green building. Ok, được. Nào tiếp tục ạ. Đoàn Văn này, my flat is on 11th floor. Nhớ này, ở đây các bạn nhớ là tầng này các bạn. Thông thường là tầng ý, là các bạn số tầng ạ, là số địa chỉ nhá, là số thứ tự nhá. Số thứ tự chứ không phải là số đếm đâu các bạn ạ. Nếu các bạn muốn sử dụng là tầng 11 sẽ là 11th floor mới đúng ạ. Nhớ chưa ạ? 11th floor. Ok. Linh Phạm, my apartment on 11. Quên động từ rồi em ơi. My apartment is on 11th floor green building Sunrise Street. Được chưa? Hoàng Quân này, my apartment is on 11th floor of green building on Sunrise Street. Good. Nguyễn Hạnh này, my apartment is on 11th floor. Anna Nguyễn này, Hồng Nhím này, Trần Nguyệt Moon này, ok. My flat, ok rồi ạ. Vậy bây giờ các bạn để ý cho cô Hằng nhá. Cảm ơn tất cả các bạn ạ. Vậy làm câu này rất là hay. Các bạn làm hầu như là đúng hết rồi, không có gì quá nhiều, sai quá nhiều đây cả. My apartment is on 11th floor green, tòa nhà buildings, sử dụng luôn green buildings. And Sunrise Street, không cần phải có chữ on thứ hai nữa các bạn ạ, chỉ cần một on thôi là được. Ok, cảm ơn các bạn như là Hà Na này, Hoàng Anh này,
Chị Tân Nguyễn Minh này nói, thì chị đọc lại với cô một lần nữa nhé. My apartment is on 11th floor, Green Building and Sunrise Street. Vậy cô nhắc lại một lần cuối này. On chúng ta sử dụng với những từ sau. Một, on với street, on với bề mặt. Tức là chúng ta nằm trên cái bề mặt nào đấy đúng không ạ? Thủy Tiên, Đinh Thoa, ok. Cảm ơn các bạn ạ. Thứ trong tuần mình cũng dùng on và phương tiện giao thông mình cũng dùng on ạ. Thêm một cái nữa là mình dùng địa chỉ hoặc tầng. Vậy bây giờ mời các bạn viết cho cô ví dụ về những cái phần này ạ. Chúng ta đã có từ vựng rồi, bây giờ mời các bạn làm ví dụ ạ. Now, could you please give me some more? Ví dụ này, chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau nhé. On street, on 11th floor. Tiếp tục, on Monday, on Tuesday, đúng không ạ? Nào, mời các bạn comment đi. On Thursday, on Wednesday, ok? Wednesday, hoặc các bạn có thể sử dụng luôn là on địa chỉ. On, ví dụ như là on the table, very good. Một bạn nữa các bạn thường nói là on the train. On the train, what does it mean? What does it mean on the train? Biết từ train không ạ? Hoặc là on the shuttle bus. On the shuttle bus. Now what does it mean by this? Các bạn cố gắng là dịch cho cô những từ này nhé. Thế trên app điện thoại nào đó hoặc trên trang web nào đó mình sử dụng là từ on hay từ in. Thông thường mình sử dụng từ on hay in là ta là trên bề mặt. Còn trên cái gì đấy thì em có thể tùy vào tình huống tôi dùng đúng không ạ? On the website, it is said that. Đấy, là có thể nói như thế. Ok. On the street, very good. On street, trên xe lửa, trên tàu, đúng rồi ạ. Train là xe lửa, good. Rồi, và trên tàu sử dụng là on the shuttle bus. À, trên tàu là the train, còn on là xe buýt nha các bạn nha. Shuttle bus là xe buýt trung chuyển đấy ạ. Ok, tiếp tục on chair. Các bạn sử dụng on chair. On foot, chính xác rồi ạ. Người khác đâu ạ? On foot là bằng hai chân hoặc đi bộ. Chúng ta không dùng là by foot ạ, dùng là on foot. Ok, tiếp tục nào. À, on TV, đúng rồi. Một số bạn nói là on TV or on television. On television là on radio. Ok, he said that on the radio, được rồi. On TV or on radio, very good. Trên đôi chân ạ, thường thường on foot là bằng hai chân, đi bộ nhá. Những người khác ạ, cô cần các bạn cho cô thêm nhiều ví dụ hơn về phần này nào. Now, tell me more, could you please give me more? Could you please give me more of the examples related to on? Mời các bạn cùng đặt cho cô nhiều câu hơn về phần on này nào. Các bạn nhớ như mỗi lần mà cô livestream thì cô mong các bạn là các bạn hãy like cái phần này và các bạn share phần video vì các bạn có thể về nhà xem sau, hoặc các bạn có thể ủng hộ group bằng cách là giới thiệu các bạn vào nhóm. Thêm vào nữa là khi mà các bạn học cái phần này, các bạn liên quan đến từ vựng ạ, nên cố gắng viết thật nhiều vào nhá, vì cái này là take note thì các bạn sẽ tăng từ vựng nhiều hơn. Ok, now, so on the train, on the shuttle bus, on food, on television, very good, on time, very good, on time, đúng giờ, đúng rồi, on time. Tiếp tục ạ, holiday thông thường mình sử dụng từ hợp cái từ at này ạ, thì dùng là at holiday đúng hơn. Ví dụ at Tate holiday chẳng hạn. Về dịp ý, at Tate holiday. At Tate holiday là vào dịp Tết. Đấy, Tết, dạo đấy cái từ at chúng ta sẽ nói sau nhé. On behalf of, very good. On behalf of, thay mặt. Now, vậy bây giờ chúng ta dịch câu này như sau nhé. Thay mặt công ty và ban lãnh đạo, tôi chính thức tuyên bố anh John được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh. Đấy. Đấy, cái câu này cho cô nhé. On the left, đúng rồi. On the left. On the right, good. On the right. On the left. Rồi, các bạn còn có cả ngày nữa đúng không ạ? Ví dụ, on the first day of April, on April 1st. On April 1st. Good. Cái này là vào ngày ạ. Ngày cá tháng 4. On behalf of là thay mặt. Nào, vậy bây giờ các bạn cùng xử lý cho cô một câu này nhá, để chúng ta thay vào cái phần này luôn. Thay mặt công ty và ban lãnh đạo nào. Mời các bạn ạ. On the right and on the left. On the left and on the right. On the road. Okay, on the road. Very good. Khánh Huyền làm đúng rồi em ơi. Lâu lắm không gặp Huyền rồi, Huyền ơi. Dạo này khỏe không? Các bạn toàn học sinh cũ của cô Hằng thôi. Road. On the road là trên đường. Nào, các bạn đã từng nghe là trên đường rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một số từ liên quan nhá. Nào, và bây giờ dịch câu này đã này. Thay mặt công ty. Thay mặt là gì? Công ty là gì? Ban lãnh đạo là gì ạ? Chính thức là gì? Tuyên bố là gì ạ? Bổ nhiệm là gì?
trưởng phòng kinh doanh là gì ạ? Đây là những cụm từ các bạn phải biết để các bạn viết được câu này ạ. Nào cùng dịch với cô nhá. If you are good at the translation, it means that you are better at English. Bạn nhớ là khi mà các bạn học tiếng Anh với cô Hằng mà các bạn dịch được câu này ạ và làm thế nào cho đúng phần grammar cũng như là phần dịch luật ấy, thì tiếng Anh của bạn đang tăng lên rất là tốt rồi đấy, nên cố gắng dịch nhiều nhé. Nào câu cũng như sau, thay mặt công ty và ban lãnh đạo, thay mặt là gì các bạn ơi? Vừa học xong, on behalf of công ty là gì? Thay mặt không sử dụng từ instead of là thay thế các bạn ơi, instead là thay thế nhá, từ này là thay thế, instead of là thay thế. Từ vựng mới nhưng cái này cô chỉ viết vào đây thôi chứ nó không liên quan gì đến bài này cả. Instead of là thay thế, còn thay mặt cơ. Instead of là thay thế, còn on behalf of mới là thay mặt ạ. Thay mặt công ty và ban lãnh đạo ạ. Ok, công ty nào, ban lãnh đạo là gì? Công ty, company, ok. Company cũng được, nếu không sử dụng company dùng group hoặc team, nhưng team thì không đúng lắm nào. Corporation nhé, cooperation. Xin lỗi, corporation. Corporation là tập đoàn đấy ạ, được chưa ạ? Company, good, very good. Ban lãnh đạo sử từ gì ạ? Ban lãnh đạo nhé, các bạn nghe rõ nhé. Ban lãnh đạo sử dụng từ gì? Come on, ban lãnh đạo sử dụng từ gì các bạn ơi? Leadership, no. Mình không sử dụng từ leadership ở đây, bạn Văn Tiến ơi. Cảm ơn Vũ Hoàng Ánh, Nhật Yến Võ này, Hoàng Anh, Ngô Tường Vi, Kim Thương, Hana Hiền. Rồi nào, những người khác đâu ạ? Company, group or corporation, điều bạn nghĩa là công ty nha. Lead a team, ban lãnh đạo chúng ta không sử dụng từ lead a team. Các bạn đã từng nghe BOD bao giờ chưa ạ? BOD ạ. BOD, đúng rồi. Nó viết tắt của từ Board of Directors. Board of Directors, ok. Board of Directors nghĩa là gì ạ? Đấy, vậy ngoài ra các bạn nhớ là sử dụng từ board hoặc là board of directors là ban lãnh đạo, hoặc các bạn sử dụng từ executive committee đấy là ban lãnh đạo nha các bạn nhá. Board of directors hoặc là executive committee, đây là cái là ban mà chuyên để điều hành nhé, được chưa? Committee là hội đồng điều hành đó, tiếp tục ạ. Trần Nguyễn Muôn nói là leaderboard, thông thường leaderboard là những người dẫn đầu, nhưng mà những người dẫn đầu trong cái kiểu như là mình ganh đua nhau ấy, được chưa? Headquarter không đúng ạ, headquarter không đúng nhá. Mai Trà Giang còn nói là headquarter, thông thường headquarter là trụ sở chính thôi. Board of directors hoặc là board of administrators hoặc board of management hoặc management committee hoặc executive committee, được chưa? Rồi đây là ba từ các bạn biết nhá, công ty viết rồi này. Tiếp tục mình có từ chính thức là gì ạ? Chính thức. Governing board, Thu Hiền ơi, nếu mà em sử dụng là governing board thì nghe còn nó giống như kiểu là làm nhà nước ấy. Được chưa? Board of directors là hợp lý nhất, hoặc là executive committee hoặc là management committee đều được nhá. Management committee. Chính thức là gì ạ? Chúng ta sử dụng official, còn gì nữa không? Thông thường sẽ dùng là official hoặc là officially, ok, good. Tuyên bố nào? Bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh. Chính thức này, xong rồi tuyên bố đến bổ nhiệm đến trưởng phòng kinh doanh. Nào mời các bạn FA, cô comment với cô xem là chính xác là từ này là gì ạ? Bạn nhớ nhá, chính thức nhá, các bạn sử dụng nó là official, nhưng official nó là tính từ mà chúng ta đang cần một phó từ ở đây nhá, nên là officially sẽ hợp lý hơn ạ. Nào, officially hợp lý hơn, tuyên bố là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều động từ mang nghĩa tuyên bố nên là các bạn cố gắng comment nhiều nhá. Nào. Rồi, ở đây chúng ta có một số từ như sau nha. Từ đầu tiên chúng ta có từ declare các bạn ạ. Declare. Ok, made official announcement. Các bạn đã từng nghe cụm từ này chưa? Announcement. Hoặc các bạn sử dụng động từ announce là đủ rồi. Hoặc notify được không ạ? Notify được ạ. Được chưa? Notify là thông báo đến cái gì đấy. Được chưa? Hoặc các bạn sử dụng từ proclaim.
declare her state. Đấy, tuyên bố chúng ta có những từ này, các bạn hoàn toàn có thể dùng nó. Declare, make official announcement, hoặc là announce động từ, hoặc là notify, hoặc là proclaim or state. Được chưa? Good. Declare là được rồi ạ. Ok. Nào những người khác đâu ạ? Bổ nhiệm là gì các bạn ơi? Ok, có một số bạn đã inbox hỏi cô có lớp online không ạ? Cô có lớp online các bạn ạ. Cô chuyên dạy online cho những bạn mất gốc hoặc những bạn đang muốn sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho công việc, hoặc là muốn nhảy việc, hoặc là muốn kiếm được nhiều tiền hơn bằng tiếng Anh. Nếu mà bạn nào muốn học các lớp online của cô Hằng ạ, học qua phần mềm Sky, những người mà ở nước ngoài, các bạn đang ở Nhật này, Thụy Sĩ, New Zealand hoặc là Hàn Quốc, các bạn có thể inbox cho cô Hằng nhé. Học sinh cô Hằng ở Nhật rất là nhiều này, Singapore, Malaysia. Đấy ạ. Ok chưa? Rồi ạ, vậy bây giờ chúng ta sẽ có từ bổ nhiệm là gì ạ? Bổ nhiệm. À, bổ nhiệm chúng ta sử dụng từ appoint. Đúng rồi đấy. Appoint, appoint. Động từ bổ nhiệm hoặc appointment. Appointment thì rõ ràng mang nghĩa của nó là cái từ gì ạ? Cuộc hẹn, nhưng chúng ta còn hiểu nó là sự bổ nhiệm nhé. Trưởng phòng kinh doanh là gì đây? Trưởng phòng kinh doanh. Announce. Ok, good. Những người khác đâu ạ? Appoint. Bạn nào mà học ở Hà Nội, các bạn có thể học ở cơ sở Tạo Quang Biểu hoặc là Nguyễn Hằng, cô Hằng. Còn nếu ai không ở Hà Nội, các bạn có thể học qua phần mềm Sky, học với cô, vẫn học trực tiếp với cô bình thường. Nào, trưởng phòng ạ. Trưởng phòng kinh doanh ạ. Rồi, bổ nhiệm chúng ta sử dụng cả từ nominate. Nominate, cái này là những người khác mà mình người ta bầu cử mình lên ấy, chứ ạ. Bổ nhiệm, nominate, được nhé các bạn ơi. Từ sử dụng từ nominate or nomination là tiến cử. Nomination là tiến cử ạ. Tiến cử nha. Đấy, một buổi học với cô thì có rất nhiều từ vựng đúng không ạ? Nên cố gắng là tập trung nhiều từ vựng vào đây nhé. Ok, cô nói có dễ nghe không ạ? Các bạn thấy là cô nói như thế thì có vừa nghe không ạ? Hay là bé quá, hay to quá, hay là nhanh quá, hay chậm quá không ạ? Nếu mà ai mà cảm thấy mình không nghe được hay là như thế nào thì báo cô nhé. So we have the word nominate or nomination. Ok, được chưa ạ? Trưởng phòng kinh doanh là gì ạ? Mời các bạn ạ. Nominate or nomination, very good. Những người khác đâu? Trưởng phòng kinh doanh. Oh, okay, very good. Sales manager, good. Sales manager hoặc head of sales. Rồi, sales manager hoặc là head of sales, hoặc là head of business cũng được. Head of business. Department. Sử dụng cụm từ business, từ department thì nghe cái giọng của mình nó sẽ sang hơn các bạn nhé. Head of business department. Okay. Rồi ạ. Head of business department, business department, ok, and sales manager. Cái từ sales nó nghĩa là bán hàng thôi, nhưng mà ở đây hiểu kinh doanh là ok rồi đấy ạ. Còn head of sales cũng là ok. Rồi, vậy bây giờ các bạn sử dụng cho cô một số từ này nha. Các bạn cùng đọc lại với cô một lần nữa này. Ok, very good. Cảm ơn tất cả các bạn đã comment. Vậy bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn cố gắng bắt chước cô nhá. Vì các bạn luôn luôn nhớ học với cô Hằng, pronunciation là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn nói hay, không quan trọng bằng cái cách là các bạn nói phải chuẩn ạ, đặc biệt là về phần phát âm đúng không ạ? Nội dung ạ, muốn hay thì nội dung phải chuẩn rồi, nhưng khi các bạn nói thì phần phát âm là quan trọng nhất. Vì đừng để người ta nghe tiếng Anh của mình là head of sales hay là manager, đúng không ạ? Đọc với cô nhé. Sales managers, sales manager, sales manager, nhớ có chữ SE ạ. Vì từ sales này phải có chữ SE nhá. Sales managers, head of sales, head of sales. Head of business department. Cái từ department là biết rồi, có nghĩa là phòng hoặc ban đúng không ạ? Vậy trưởng phòng kinh doanh sẽ là sales manager, head of sales, head of business department. Ok. Bổ nhiệm chúng ta sử dụng động từ là appoint. Appointment. Đây là một động từ, đây là một danh từ. Nominate hoặc nomination cũng thế ạ. Nominate là tiến cử, bổ nhiệm, được chưa? Appoint, appointment, nominate hoặc nomination. Appoint, appointment, nominate or nomination, được chưa? Tuyên bố chúng ta dùng động từ declare, make official announcement hoặc notification đều được. Nếu ai không thích dùng announcement thì dùng notification, thông báo. Declare, make official, make official, make official. Ở đây cô có nói âm ạ. Make official announcement or make official notification or announce or notify or proclaim or state, được chưa? Tiếp tục chính thức mình sử dụng phó từ là officially hoặc tính từ official, nhớ chọn thứ hai nha. Không đọc là officer đâu ạ. Officer thì là danh từ khác cơ. Ban lãnh đạo mình sử dụng từ board of directors hoặc executive, executive committee hoặc management committee, đều mang nghĩa là ban lãnh đạo ạ. Được chưa? Tiếp tục company mình sử dụng từ company, group hoặc corporation.
company, group hoặc corporation. Được chưa mọi người? Rồi xong nha. Thay mặt chúng ta sử dụng cụm từ on behalf of chứ không sử dụng instead of. Instead of là thay thế chứ không phải là thay mặt đâu nha. Ok, vậy bây giờ cô sẽ comment phần này lên trên đây. Nếu bạn nào không nhìn thấy, các bạn có thể nhìn lên phần pin comment của cô nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu nào. Cả câu của cô như sau ạ. Thay mặt công ty và ban lãnh đạo, tôi chính thức tuyên bố anh John được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh. Nào, các bạn xử lý câu này như thế nào đấy ạ? Nào, nghe, cô sẽ dành cho các bạn 1 phút nha, nhanh nha. Comment nhanh nào để chúng ta cùng học phần này. Rồi, bắt đầu nha. Cô bắt đầu là check comment của các bạn đây ạ. Ok. Nào, cô sẽ bắt đầu check comment của các bạn đấy nha. Phần đầu tiên này, một số bạn nói như sau nhá. Ví dụ như là Hồng Nhím nói là on behalf of company and executive committee. I officially, thế xong thôi. Thế là thiếu rồi. Comment cả câu đi em ơi. Các bạn comment cả câu đi ạ. Thì cô mới biết được. Đừng comment nửa câu nhá. Các bạn nhớ là mỗi lần mà cô Hằng livestream mà các bạn muốn là được thông báo thì các bạn hãy nhấn vào cái nút follow ạ. Follow cô Hằng và để chế độ xem trước nhé. See first. Để mỗi lần mà cô Hằng dạy thì các bạn sẽ được thông báo ạ. Được chưa? Khi mà các bạn thông báo thì mỗi lần học như thế các bạn sẽ được thông báo thì nó đỡ lỡ cái bài của mình hơn. Minh Tiến này, Lê Xuân Cường này. Chào Minh Tiến em ơi. Phạm Thị Hồng Hạnh. Vũ Hoàng Ánh nào. Vậy bây giờ cô bắt đầu đọc nhé. Các bạn nghe cô này, về phần này nhớ là phần phát âm này. On behalf of the company, I officially inform that John is appointed to become the sales manager. Ok, gần được rồi. Phần này các bạn cố gắng là viết đúng chính tả nha Minh Tiến ơi, em có sai chính tả đó. Lê Xuân Cường, on behalf of, behalf viết liền nha Cường ơi. On behalf of company and board, B-O-D đúng không? Nhớ là các bạn còn nhớ cái từ board of director có thể viết rõ ra hoặc là B-O-D viết hoa nhé, không phải là B-O-B nha, là board là sai rồi. I officially declare that John is appointed for sales manager. Nếu mà mình sử dụng từ appointed thì không dùng từ for đâu ạ, không dùng giới từ for đâu, mà dùng as đấy. Phạm Thị Hồng Hạnh này, on behalf of our company and board of directors, I announce officially that. Hạnh ơi, để ý mình nhé, là các bạn sẽ phải đưa cái từ officially lên trước từ announce hay rất là nhiều vì phó từ và động từ đi với nhau đều được. Nhưng để lần trước thì nghe nhấn mạnh cái từ officially hơn. I officially announced that John was appointed to be the head of business department. Nhưng ở đây cái John này không sử dụng là was đâu. Ở đây là chính thức từ bây giờ trở đi, mình có thể là has been. Tức là mình sử dụng hiện tại đơn hoặc là hiện tại hoàn thành nhé. Hoàng Ánh này, on behalf of company and BOD, I officially declare that Mr. John appointed for sales manager. Vỗ chỗ này Vũ Hoàng Ánh ơi, em bị chia nhầm. Vì lý do là em không thể sử dụng ở đây là appointed bình thường được mà phải là bị động nhé. Em phải là người, ông John này là phải là người được bổ nhiệm mà em. Quốc Quý Nguyễn này, on behalf of the company and board of directors, I officially notify that John is nominated to become the sales manager. Ok rồi quý ơi, ở chỗ này em thêm chữ S gì vào chữ sale nha. Bích Trâm này, on behalf of the company and board of directors, I officially declare that John is appointed to become the sales manager. Ok, Hoàng Anh, on behalf of the company and board of directors, I, board of directors, nhớ phải có chữ S gì vào directors, bởi vì chúng ta thông thường là những người quản lý đúng không ạ? Những người gọi là sở hữu công ty thì người ta sẽ là số nhiều chứ, đúng không? Nhật Yến Võ này, on behalf of our group and board of directors, I officially announce that Mr. John is appointed for sales manager. Ok, appointed as the em ơi, Khánh Huyền này. On behalf of Anna Nguyễn, Hannah Hiền, Thương Nguyễn, Hồng Nhím, Lê Kim Thoa, Minh Nam, Thu Hương, Nguyễn Duyên, Thủy Tiên này, cô đọc của Thủy Tiên nhé. On behalf of the company and the board, lại BOD rồi. Các bạn nhớ cho cô Hằng từ này đọc là BOD chứ không phải BOB đâu, mà tại sao các bạn lại comment là BOB? Đông Nguyễn này, on behalf of company and BOD, I official declare. Câu này của em sai vì lý do chúng ta sẽ không sử dụng cụm từ
Tính từ đi với động từ em ạ, không sử dụng tính từ official đi với động từ declare, được chưa? Rồi ạ, vậy bây giờ cô hướng dẫn làm cho bạn nhé. Thay mặt on behalf of our company and the BOD, nếu các bạn không muốn sử dụng viết đầy đủ là the board of directors, sử dụng là the BOD, I officially declare Mr. John is appointed hoặc nominated as the sales manager, không sử dụng sales manager, as the business, as the head of business department, head of business department. Đây, một số bạn comment sau như là Trần Nguyệt Môn, Đông Nguyễn này thì cô sẽ sửa sau thôi nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng nhìn vào đây, cô Hoàng sẽ nói này. Một, cụm từ on behalf of, on behalf of là chúng ta thay mặt ai đấy ạ. The BOD là the BOD, the board of director, officially declare, sử dụng từ officially đứng trước thì sẽ hay hơn, được chưa? Is appointed or nominated, nominated, officially nominated, appointed, được chưa? Và cuối cùng có từ là head of business department. Rồi, đây là kết quả ạ. Được chưa mọi người ơi, xong nhé. Nào, vậy bây giờ chúng ta cùng đọc với cô nhá. Cùng đọc với cô một số phần này nào. Nào, đọc với cô ạ. Phần này là phần phát âm nên cô sẽ đọc lại 3 lần nha. 2 lần chậm và 1 lần nhanh nhé. On behalf of our company and the BOD, I officially declare Mr. John is appointed or nominated as the sales manager or the head of business department. Cùng đọc lại một lần cuối này. Bởi vì một số bạn thì cô, các bạn toàn nói cô là cô em rất kém phát âm hoặc là nói rất là không hay ấy. Và đặc biệt là hay bị cười khi nói, nên là bây giờ các bạn cố gắng là tập trung vào phát âm cho cô nhá. On behalf of our company and the BOD, I officially declare Mr. John is appointed as the sales manager or as the head of business department. Được chưa? Cô ấy nên như một câu có hai động từ là declare với is thì vẫn được ạ. Là sao? À, ở đây bạn Hoàng Anh có hỏi cô như sau này. Hoàng Anh có hỏi cô là cô ơi, một câu có hai động từ là từ declare với động từ is mà vẫn dùng is được à? Câu này của cô thực tế nó sẽ là I officially declare that đấy chứ. Thế nhưng mà đây cô không cần thiết phải sử dụng từ that, vì từ that nó có thể là coi là gọi là optional thôi. Mình không cần thiết lúc nào phải đưa that vào em ạ. Hoàng Anh ơi, em hiểu không ạ? Sau từ declare của cô Hoàng đã sử dụng một mệnh đề rồi em ạ. Hoàng Anh hiểu chưa? Chứ đây không phải là nối động từ em nhá. I officially declare that Mr. John is appointed as a sales manager. Em hiểu chưa? Rồi, Hoàng Anh hiểu cho em ơi. Chứ không phải là cô nối động từ đâu nhá. Đây là bắt đầu mệnh đề mới rồi. Declare cái gì? Declare rằng ông John được bổ nhiệm làm cái gì đấy. Được chưa? Rồi, nàng sứ nữ. Ok, nào, tiếp tục nhá. Tiếp tục chúng ta đến phần tiếp theo này. Chúng ta có một số từ nữa là từ on the road, đúng không ạ? Một số bạn có nói từ on the road nghĩa là gì? Trên đường. Ok, on my way, các bạn đã từng nói cụm từ on my way chưa ạ? On my way là đang đi đến đâu. Xong rồi các bạn nhớ nhá, các bạn đã comment với cô nhá. Cô muốn biết là các bạn làm như thế nào nhá. Rồi nào, đọc tiếp nhá. Chúng ta có cụm từ on the road là đi trên đường, còn on my way là tôi đang trên đường đi làm đâu ấy. Đi đến đâu, ví dụ I'm on my way to work, đúng không ạ? I am on my way to work. Tôi đang trên đường đi làm, đúng không ạ? Tiếp tục nhá, chúng ta có một số từ on nữa này. Ví dụ on the right, on the left, on telephone, on the telephone, she's on the telephone. What does it mean? On the telephone nghĩa là gì nào? Các bạn từng gặp bao giờ chưa? Tiếp tục on the whole, on the whole nghĩa của nó là gì? On the one hand và on the other hand. Được chưa? Nào mời các bạn ạ. Nào, on the phone là gì? On the whole là gì? On the one hand là gì? Và on the other hand là gì ạ? Mời các bạn nhé. Rồi, ai mà có câu hỏi gì các bạn cứ đặt câu xuống dưới nhá, để cô check comment thì các bạn sẽ thấy nhá. Nào, cô có ba cụm này: on the telephone, on the whole, on the whole, or on the one hand, on the one hand, or on the other hand. Nghĩa là gì đấy?
Nhật Yến Võ có hỏi một câu như sau này. Em hỏi ngoài lề một chút, từ commit trong nghĩa là bên, ban cam kết sẽ có, the seller commits. Ừ, cái từ commit này là cam kết cũng được em ạ. Cái từ commit là cam kết đấy. Còn từ đây cô có từ dòng danh từ là từ committee, mang nghĩa là hội đồng. Đấy chưa ạ? Rồi, on the whole, ok, very good. À, những người khác đâu ạ? Đấy, một số bạn đã comment như sau rồi nhá. Cô nói là khi mà các bạn sử dụng từ đó là từ on the whole, on the whole là nói chung. Nói chung ạ, bằng với từ in general. General hoặc generally speaking, generally là được ạ. Generally đều mang nghĩa là nói chung nha em nhá. Good, on the phone là đang nói chuyện điện thoại. On the one hand là một mặt và mặt khác là very good. Nào ví dụ như mình nói là trên vỉa hè mình dùng là gì ạ? On the pavement, đúng không ạ? On the pavement. Hoặc các bạn sử dụng từ là on the way to, à on the way to có rồi này. On the sidewalk. On the sidewalk. Ok, tiếp tục ạ. On the corner of A and B. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có vị trí của nó này. Một, on the phone, xong rồi nhá. On the whole là in general or generally. On the one hand or on the other hand, mà nghĩa là một mặt là và mặt khác là. Thông thường chúng ta sẽ nói hai cái ý mà nó đối ngược nhau, được chưa? Còn on the pavement, on the sidewalk hay là on the corner of A and B, các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào đấy ạ? Ba từ này nghĩa là gì? Pavement and sidewalk. Rồi. Đây ạ, bây giờ cô sẽ thấy, cô đã thấy một số câu hỏi của các bạn đây rồi đấy. Đúng rồi, các bạn cố gắng nhé. Cô luôn luôn encourage học sinh của mình phải đặt câu hỏi rất là nhiều nếu các em không hiểu cái gì nhá. Ví dụ giờ đầu tiên bạn có bạn Minh Tiến nào. Đây Minh Tiến hỏi như sau nhá. Cô ơi cho em hỏi cái từ hold đấy ạ, nó giống như mệnh đề quan hệ which, that, who không ạ? Và nếu which dùng cho vật who cho thì hold dùng cho gì? Em ơi từ hold không phải nghĩa là mệnh đề quan hệ em nhá. Trong đại từ quan hệ mình không hề có từ hold. Minh Tiến hiểu không ạ? Đặc biệt là em mà đang ôn IELTS thì em phải để ý cái phần này nhá. Khi mà chúng ta sử dụng từ whole nó không phải là một đại từ quan hệ em ạ. Chúng ta chỉ có đại từ quan hệ là that này, who này, whom này, whose này. Đấy, kiểu thế. Chứ không hề có từ whole nhá. Từ whole nó mang nghĩa là toàn thể cái gì nữa. For the whole day là toàn bộ, cái này nó giống như tính từ đấy. On the whole là danh từ. Nhớ chưa Tiến ơi? On the one hand, đúng rồi. Pavement là vỉa hè, đúng rồi, chính xác ạ. On the pavement là trên vỉa hè. On the sidewalk mang nghĩa là trên vỉa hè. Again, đúng rồi ạ. Còn nếu các bạn sử on the corner of A and B là trên góc phố giao giữa phố A và phố B. Dạ, rồi nhá. Đấy, nhanh hơn nhá. Nào tiếp tục ạ. Các bạn tiếp tục lấy cho cô một số ví dụ nữa và on xem nào. Các bạn đã từng nghe bao giờ đấy từ là on sale chưa ạ? Sale. Nào ví dụ nhá, dịch luận. Hôm nay là ngày thứ sáu đen tối nên mọi người đổ xô đi mua sắm, hầu hết hàng hóa đều đang được bán với giá hời. Nào ở đây chúng ta có từ on sale không phải là giảm giá đâu nhá, mà cái này là đang được bán thôi. Đấy ạ. On sales là đang được bán các bạn nhá. Hôm nay là ngày thứ sáu đen tối nên mọi người thường đổ xô đi mua sắm, hầu hết hàng hóa đều đã được bán với giá hời. Đấy, ở đây cũng có từ từ on sales là đang được bán. Một số bạn đã nói là on sale là giảm giá là không đúng. On sale chỉ là trên kệ thôi, nó đang ở trên kệ. Được chưa ạ? Nào những người khác đâu ạ? Ok, ở đây có một số từ nó dễ quá nên là cô sẽ không gợi ý nữa nhá. Nếu bạn nào cần câu nào hỏi thì các bạn cứ bảo cô nhá.
Rồi, nào bây giờ cô bắt đầu đọc comment của các bạn đây ạ. Nào, từ đầu tiên ạ, các bạn nói là on the parish, on the Pardef, on the sidewalk, on sale, không phải là giảm giá linh phạm nhá, nhớ nhá, on sale là đang được bán hàng ạ. Đang được bán hàng. On the Pardef, on the peak side, on the test, on the point of. Listen Cường. On sale là đang được bán thôi. Ok, các bạn ơi, các bạn nhớ cho cô Hằng nhá, on sale nó sẽ khác với cái từ sale mà các bạn hay gặp ấy. On sale, to be on sale có nghĩa là đang được bán, đang được lên kệ thôi, hiểu chưa? Còn nếu mà các bạn muốn nói là cái hàng đấy được giảm giá thì nghĩa của nó lại là khác đấy ạ. Sẽ có promotion đúng không ạ? Hôm nay là ngày thứ sáu đen tối nên mọi người bổ xô đi mua sắm, hầu hết hàng hóa đều đang được bán với giá hời. Đang được bán chứ không phải là được mua nhé. Hương Lê ơi, Hương Lê bị nhầm rồi. Có Hương Lê, Thiên Trang, Minh Tiến comment nhanh quá. Nào những loại khác đâu ạ? Ok, nào bây giờ nhé, một số bạn như sau nhé. Hôm nay là ngày thứ sáu đen tối nên mọi người đổ xô đi mua sắm đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc một số comment của bạn cái heo trước này. Today is Black Friday. Thông thường Black Friday nó là một danh từ riêng cho dùng lại. Today is the Black Friday đúng không ạ? The Black Friday của nó nhầm. Today is the Black Friday. So that, câu này tiếp tục lại là một câu sai rồi. So là vì thế. Còn so that thì câu này là cốt để nhá, đừng có ai nhầm nhá. Các bạn hay nhầm giữa hai nghĩa từ này nên là cô hay phải nhắc các bạn lắm ạ. Nào, hôm nay là thứ sáu đen tối ạ. Tiếp tục này Hoàng Anh này. Today is the Black Friday, so people go shopping. Most of goods are on sale with reasonable price. Very good. Cô quý nghĩa này. Today is Black Friday, so everyone goes out cho em ơi. Nhớ everyone phải sử dụng là số ít nha. Thu Trang. Today is Black Friday, so the people will buy many goods. People will buy. Câu này của em xử lý không hay rồi. Đổ xô đi mua sắm không sử dụng từ này. Đổ xô đi mua sắm không sử dụng từ này nhé. Nào, đổ xô, các bạn biết từ đổ xô không ạ? Nhiều người mới cùng đi một lúc mà các bạn sử dụng từ gì ạ? Khánh Huyền nhé. Today is a Black Friday, so everyone go out to shopping. To shopping. Nếu các bạn sử dụng từ to thì là to go shopping. Huyền ơi, Mai Trà Giang này. This day is a Black Friday, everybody all goes out for shopping. Everybody lại còn all nữa, không cần em ạ. Trừ một trong hai thôi nhé. Rồi, ok. Hồng Nhím này, today is Black Friday, so everyone rush shopping. Không đúng ạ. Khi mà bạn sử dụng từ rush phải chia là rushes nha. Nguyễn Thị Thu Sương, today is Black Friday, so everyone rush shopping. Hồng Nhím cũng vậy à, sử dụng cái này na ná như kiểu là mình đang sử dụng Google dịch vậy. Nó nghe nghĩa không hay em ơi, đừng sử dụng từ rush ở đây. Rush là vội vã. Còn đổ xô chúng ta không sử dụng từ này đâu. Minh Tiến này, today is a Black Friday, so everyone go out to shopping. To shopping, Minh Tiến ơi, câu của em nhé. Đầu tiên là đã có hai lỗi rồi này. Một, everybody nó là đại từ thể hiện là nhân xưng ạ. À, đại từ bất định ạ. Nên bất định thì chúng ta luôn chia với động từ số ít. Đấy chưa? Phải là goes. Tiếp tục chúng ta không có to shopping mà phải là to go shopping. And the whole goods. Không đúng, whole là toàn bộ. Toàn bộ nhưng mà toàn bộ trong cái đấy thôi. Ví dụ như là whole family là trong một cái thực thể đấy. Ví dụ như em muốn nói là the whole và là the whole supermarket đang on sale thì được. Tiến có hiểu không? Chứ không thể là whole goods. Ở đây em phải dùng là all goods hoặc là almost hoặc là most of goods. Almost every good. Đấy kiểu như thế. Minh Tiến hiểu không ạ? Whole là một cái thực thể nào đấy. Xong mình dùng whole với the whole supermarket thì được. Đấy chứ ạ? Hà Phương này. Today is a Black Friday, so everyone goes shopping. All the items are on sale with reasonable price. Prices nha. Lê Sơn Cường. It is a blue day, so that everyone goes shopping. Almost goods are on sales with cheapness. Cũng được ạ. Very good. Nhật Yến này. Today is a Black Friday, people go shopping. Most of goods is sold with better price. Rồi. Nào vậy bây giờ cảm ơn tất cả các bạn comment của các bạn như Thu Sương, Hồng Nhím này, Liên Trần, Mai Trà Giang, Thiên Đường, Thu Trang, Quốc Quý này. Rồi. Many people dùng được ạ, hầu hết nhiều người cũng được, không có vấn đề gì cả. Dùng every hay many ok nhá. Today is the Black Friday. So lots of people are pouring into supermarket. Nếu không sử dụng pouring into supermarket thì là are pouring to go shopping. Hầu hết thì sử dụng từ là gì ạ? Almost hoặc là most of goods hoặc most goods.
are on sale with at reasonable price. Reasonable prices. Được chưa? Nào đây cô, những cấu trúc này dùng khác khác với các bạn, nhưng bạn để ý cho cô nhá. Từ đầu tiên sử dụng từ flocks of people. Flocks of people là rất 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 nhiều người, và dùng động từ pouring là đổ xô đi. Pouring là đổ đến ấy ạ. Ở đây cô sử dụng từ đổ đến là pouring into supermarket, hoặc mình sử dụng cụm từ là pouring to go shopping, được chưa? Còn nếu không là sử dụng cả cụm là pouring into supermarket to go shopping đều được, được chưa? Most goods là hầu hết các hàng hóa. Are on sale, to be on sale vừa nói xong rồi, at reasonable prices, được chưa? Ok chưa mọi người? Thế nhá, đọc lại một lần nữa này. Một, today is a Black Friday, so flocks of people are pouring into supermarkets to go shopping. Most goods are on sale at reasonable prices. Được chưa mọi người? Cô nhắc lại một lần nữa nha, cô có từ flocks of people là hàng tá người, hàng rất nhiều người. Cái từ flocks mang nghĩa là hàng đàn người. Và động từ pouring mang nghĩa là đang đổ xô đến. Đổ xô đến đâu ạ? Into supermarkets là đến các supermarket để làm gì? To go shopping là để đi mua sắm, đúng không ạ? Most goods are on sale at reasonable prices. Là những cái người người ta đang đi á thì có reasonable prices, được chưa? Rồi nhá, vậy hôm nay cô Hằng có một phần liên quan đến ở đây, nên cô sẽ copy lên trên này cho các bạn dễ nhìn. Rồi. Rồi nhá, nào tiếp tục nào, chúng ta sẽ có một phần nữa liên quan đến at nhá. Nào đến dưới từ at nào. Ôi giời, đến at thì mời các bạn nào. Nào, các cụ giới từ đi với at là gì? Nào, đầu tiên nào, chúng ta có từ đầu tiên, đó là at once. Biết từ này không? Ngay lập tức. Nào các thánh comment đâu rồi ạ? Mời các bạn giúp cô nào, các cụm giới từ đi với at. Thử xem là mình nhớ được bao nhiêu cụm. Nào mời các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn nhớ là các bạn hãy theo dõi cô Hằng nhá. Ấn vào follow cô Hằng nha. Mỗi bạn cứ bảo là em không nhận được thông báo ấy. Ai không nhận được thông báo thì cố gắng là theo ấn vào follow cô Hằng để chế độ see first. Còn nếu ai mà cần hỏi các lớp về online hay offline, các bạn hãy inbox cho cô Hằng ạ. Bởi vì khi mà các bạn inbox, các bạn comment lên trên này, cô sẽ không thể tư vấn cho các bạn được đâu ạ. Được chưa? Đấy. Nào, cảm ơn Lê Kim Thoa này, cảm ơn Dầu Nên nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một từ là từ at once, tức là bắt đầu cụm từ dưới từ đi với at này. At once, at noon, đúng rồi, giữa trưa. At the moment, very good. Ngay bây giờ. At home, good. At present, bằng với at the moment. Bằng với nào ấy ạ? Rồi, tiếp tục. At night, okay, at night. At night, at school, okay. Rồi, tiếp tục. At times, okay, được, at times, được nha. Những người khác đâu? At the same times, good. At the same time, tiếp tục. At the school, at playing football. Linh Phạm ơi, what do you mean by at the school? At playing football. At 3 o'clock, very good. At 3 o'clock, good. At pleasure, oh, at pleasure, really? Sử dụng with reasonable price cũng được, như em ơi, không thường ở giá. Giá cả chúng ta dùng từ at đấy ạ, đấy ạ. At reasonable price, vừa học xong. Reasonable price. Em ơi, không dùng từ từ gì nhỉ? Bạn Hồng Hạnh có hỏi cô là with được không? Thông thường dùng at nhá, giá cả mình dùng là at. Nào những cái khác đâu ạ? Ok, at reasonable prices, những người khác đâu rồi? At present, at the end, okay, at the end, được, in the end, được, at the end cũng được ạ. At present, at this time, đúng rồi, at this time, tomorrow, hoặc at this time, next year, chẳng hạn, đúng không ạ? At that time, được ạ, vào lúc đó, good. Tiếp tục nào, at the end, good. At first, good. At noon, rồi nhé. Rồi, tiếp tục nào, những người khác đâu ạ? Nào các bạn đã từng nghe thấy at a party chưa? At a party, at a party. Rồi, nào ví dụ như at mà các bạn có thể sử dụng với các tổ chức nhá. Ví dụ như là work at, I work at Lee and Brother chẳng hạn.
Đây là tổ chức nha. Được chưa? Cái này là tổ chức, tên tổ chức. Đấy, tiếp tục nào. Còn add gì nữa các bạn ơi? Add địa điểm thì đúng rồi đúng không ạ? At the center of the building. Các bạn đã từng nghe chưa? At the center of the building. Tiếp tục chúng ta sử dụng nó là một địa điểm lớn ạ. Đúng không ạ? I arrive at. Cụm từ arrive at. Cái gì đấy? Đúng rồi. Còn gì nữa nào? Người khác đâu ạ? I arrive at least. Good. At the same time. Good. Arrive at the airport. Good. Airport. Đấy, thông thường những cái chỗ địa điểm mà nó nhỏ nhỏ như kiểu airport thì dùng là at, còn arriving in thì là địa điểm to như thành phố đúng không ạ? At least. Ít nhất là at least. At school. Okay. At this rate. Okay, at this rate cũng được. Ở cái tầm tiền này thì mình làm như thế nào? Rồi, a clock nha. Okay, a clock, cô xin lỗi ạ, cô viết sai. A clock. Chỗ nào mà cô typo thì cô bảo các bạn bảo nhé, cảm ơn thiên đường. At the market. Đúng rồi, at the market. At the supermarket cũng được. At the supermarket. Đúng rồi, các bạn đã từng nghe từ at dawn chưa? At dawn, vào lúc bình minh. Vào lúc bình minh. Ví dụ I love you. I love you at dawn đúng không ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu thức dậy là I love you at dawn. Em ơi, for sale, thông thường for sale, thông thường còn hiểu là mang nghĩa. Ví dụ một bạn hỏi cô là on sale đấy ạ, đang bán phải là for sale. Thông thường ấy, các bạn sử dụng to be on sale cũng đã hiểu nghĩa là đang bán rồi. Còn for sale cũng là nghĩa đang bán em ơi. Được chưa? Building, ok, cô xin lỗi nha, có một số lỗi typo. At the center of the building. Tiếp tục nào, còn gì nữa nhỉ? At one time á, thông thường chỉ nói là one time thôi, không nói là at one time đâu. Rồi, I work at Vũng Tàu, thông thường nói là thành phố, mình dùng là in. In Hanoi, in Vũng Tàu thì ít khi nói là I work at Vũng Tàu ạ. At thông thường nói là một địa danh, nhưng cái địa danh nó phải là một công ty, một tập đoàn nào đấy. Được chưa ạ? Được chưa, ok chưa ạ? Rồi nha. At last, at cụm tên phố. Thông thường là on chứ nhỉ em nhỉ? On, ví dụ Thu Hiền ơi, ví dụ em nói là on Trần Duy Hưng Street chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Vậy bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Đọc với cô này. At dawn, at the supermarket, at the market, at this rate, at the airport, at the same time, at least, I arrive at, for example, I arrive at the airport, đúng không ạ? At the center of the building, I work at, đây là tên tổ chức, đúng không ạ? Thông thường sẽ nói là at, cộng với tên tổ chức. At a party, at first, đây là ở đầu tiên, ấy. Đầu tiên, ban đầu, firstly, ấy. At that time, at this time, at that time là vào lúc đó, at this time là vào lúc này, at the end là vào cuối, đúng không ạ? At the end, in the end đều được nhé. At reasonable prices, thông thường nói về giá cả, chúng ta sử dụng từ at chứ không dùng with nhé các bạn nhé. At 3 o'clock, at the same time, at times, at school, at night, at present or now, at home, at the moment, at noon, and at once. Rồi, ok. Đấy, ví dụ như bạn Hoàng Anh nói là tôi sống ở 23NT. NT street, ví dụ như câu này của Hoàng Anh ấy, thì thông thường mình sử dụng từ street, em dùng là on em nhé. Có địa danh thì mình sử dụng là on em ạ, có địa chỉ dùng là on, như cô vừa nói ở bên trên em ạ. Ok, rồi ạ, thế thôi nhé mọi người ơi. Hôm nay thì cô Hoàng đã tổng hợp tất tần tật những cái bài mà liên quan đến phần đầu tiên là phần cụm giới từ in, on và at này. Cô hy vọng là các bạn có thể học được rất 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 nhiều từ phần này, vì lý do là nó đi với nhau nên các bạn học được lòng rất là nhiều đúng không ạ? Ok, so it's time to wrap up this topic here. And I hope that I can meet you guys in the next video. If you have any comments or question, or if you want to know anything about English, about the way to learn English, how to improve your listening communication skills or listening skills, try to make it out in the comment or personal messages and send it to me. Okay? Now, so it's time to say goodbye. Nếu bạn nào cần hỏi bất kỳ câu gì về các lỗi